Mấy em 24 mới đậu đại học kiểu thay vata trường rồi em yêu trường em các kiểu. Nhưng mà thề đấy, học được có một tuần hai tuần sau đi lại chửi trường như con bây giờ. Đây là kinh nghiệm của người từng trải nhá, một sinh viên đã ra trường được hơn 2 năm. Dù cho bạn có học trường top kinh tế, ngoại ngữ, ngoại thương, nhân văn, bách khoa hay là các bạn học những trường thường thì kiểu gì các bạn cũng sẽ chửi trường của các bạn. Có vô số vô vàn lý do để các bạn có thể chửi trường của mình luôn. Cái lý do số 1 mà trường được chửi nhiều nhất ấy, là cái phòng giáo vụ. Tức là cái phòng tiếp sinh viên, những cái thủ tục, những cái giấy tờ liên quan đến sinh viên. Lý do số 2 có thể là cơ sở vật chất. Lý do số 3 có thể là giáo viên. Thứ 4 là các câu lạc bộ. Lý do thứ 5 là các vấn đề liên quan đến đăng ký học phần môn học. Nói chung là không sớm thì muộn, dù bạn có yêu trường đến cách mấy thì sẽ có một ngày cái mồm bạn sẽ mở ra chửi trường của mình thôi. À nhưng mà khoan, vẫn phải đính chính điều này. Mình tự chửi trường mình thì được, nhưng mà người khác mà chửi trường mình á là hơi bị lóng máu đấy nhá.